Nồi nấu phở điện New Sun là sản phẩm vô cùng quen thuộc mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ quán ăn nào. Với lớp chất liệu inox 304 có độ dày lên tới 0,8mm, sản phẩm không khỏi để lại ấn tượng bởi sự bền bỉ. Hai đường cán gân trên và dưới tăng độ chắc chắn của nồi gấp 5 lần, cho chất lượng nước dùng thơm ngon, đặc biệt hấp dẫn. Xin chào cả nhà, nhân vật chính trong video ngày hôm nay Hướng sẽ review cho các bạn là nồi nấu phở điện liền nồi 80 lít của New Sun. Đây là một thiết bị khá là phù hợp với các cơ sở kinh doanh bún phở có quy mô vừa và nhỏ, cần phải di chuyển nhiều hoặc là có vị trí ở ngoài trời. Rồi, không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng khám phá lý do vì sao chiếc nồi này lại được yêu thích đến vậy nhé. Được thiết kế với dung tích trung bình nên chiếc nồi này có tác dụng là nấu nước leo cho các quán bún phở. Và vì thuộc dòng nồi nấu phở bằng điện công nghiệp đa năng nên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được với nhiều tính năng khác nhau, như là ninh hầm xương, nấu nước dùng, nấu nước leo, nhúng trần bánh phở, trụng rau trụng thịt, luộc rau củ quả, thủy hải sản, luộc giò, luộc các loại bánh. Với trung bình khoảng 400ml nước dùng cho một bát phở thì dung tích này có thể nấu được khoảng từ 140 tới 160 bát phở cho một lần nấu và rất là phù hợp với các quán ăn có quy mô vừa và nhỏ. Nếu như mà chúng ta muốn nấu được nhiều loại nước lèo khác nhau cùng một lúc thì có thể sắm thêm linh kiện hộp trụng, vừa tiết kiệm diện tích vừa tiết kiệm chi phí cho quán ăn của bạn. Điều đầu tiên mà nồi nấu phở điện liền nồi 80 lít để mang lại cho chúng ta đó chính là tính tiện lợi, được sử dụng với nhiên liệu điện, hoàn toàn an toàn và không gây ảnh hưởng tới sức khỏe như việc dùng than hoặc dùng ga, lại còn có hệ điều khiển ngay trên thân nồi nữa thì hoàn toàn phù hợp với các quán kinh doanh ngoài trời cần phải di chuyển nhiều. Trong suốt quá trình nấu thì nồi liên tục phải tiếp xúc với nước, thực phẩm, gia vị ở nhiệt độ cao, nhưng mà chúng ta lại hoàn toàn không hề lo ngại về vấn đề hàn gì. Bởi vì 100% chất liệu của nồi đều được làm từ inox 304. Đây là loại inox cao cấp nhất, chịu nhiệt tốt, chống hàn gì và hoàn toàn bền bỉ qua thời gian với tuổi thọ lên tới trên 10 năm tuổi. Yếu tố giữ nhiệt này cũng là một phần cực kỳ quan trọng để làm nên chất lượng nước dùng thơm ngon, đặc biệt từ nồi nấu phở điện liền nồi 80 lít này của New Sun. Và đương nhiên rồi, khi mà các bạn vô tình chạm tay vào nồi trong quá trình nấu nướng thì cũng không hề lo sợ bị bỏng. Điểm đặc biệt hơn nữa là lớp chất liệu này còn có độ dày lên tới 0,8mm, tăng độ bền bỉ hơn so với những sản phẩm nồi nấu phở giá rẻ ngoài thị trường, chỉ có độ dày là 0,5mm. Cải tiến mới nhất của nồi là được thiết kế thêm hai đường cán gân trên và dưới, tăng độ cứng cáp chắc chắn cho sản phẩm gấp 5 lần. Không chỉ bền bỉ mà nồi còn tiết kiệm điện. Nồi nấu phở New Sun có thành nồi kết cấu 3 lớp, ngoài 2 lớp inox cao cấp còn có lớp bảo ôn cách nhiệt ở giữa, dày dặn 3cm. Lớp bảo ôn là lớp foam có tác dụng giữ nhiệt vượt trội và đảm bảo an toàn hơn so với bảo ôn làm từ bông thủy tinh. Toàn bộ thanh nhiệt của nồi nấu phở New Sun đều được làm từ inox 304 với 2 thanh nhiệt. Tổng công suất là 6kW nên tăng tốc độ gia nhiệt nhanh chóng. Thay vì phải mất cả tiếng đồng hồ để đun sôi lượt đầu thì nồi điện liền nồi 80 lít chỉ mất từ 40 tới 50 phút để làm điều đó. Thêm nữa, thiết kế thành nồi cách nhiệt giúp nước được giữ nóng lâu hơn, hạn chế số lần bật đun lại. Trên thực tế, khi nước đã sôi, bạn có thể tắt bớt một thanh nhiệt và giảm nhiệt độ của thanh nhiệt còn lại xuống để đun sôi liu riu cả ngày. Do đó mà lượng điện tiêu thụ cũng được tiết kiệm đáng kể. Việc thay thế linh kiện thành nhiệt của nồi nấu phở điện liền nồi 80 lít của New Sun cũng cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Chúng ta có thể thao tác ngay tại nhà với các linh kiện luôn sẵn có, hàng xưởng chất lượng cao tại điện máy New Sun nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm. Và để thanh nhiệt hoạt động hiệu quả thì hệ điều khiển được thiết kế ngay trên thân nồi cũng được thiết kế vô cùng thông minh, gồm đèn báo và giơ le điều chỉnh nhiệt độ. Nồi nấu phở điện liền nồi 80 lít được thiết kế giơ le nên bạn có thể điều chỉnh mức nhiệt phù hợp từng giai đoạn nấu, và giơ le có khả năng cảm biến tự động ngắt khi đạt đến nhiệt độ cài đặt và bật trở lại khi giảm xuống dưới mức cho phép, nên tiết kiệm điện hiệu quả. Ngoài những ưu điểm trên thì nồi nấu phở điện liền nồi 80 lít của New Sun còn được thiết kế tối ưu tới từng chi tiết nhỏ để có thể mang lại hiệu quả cao nhất cho các bạn. Nắp vung nồi chắc chắn, thiết kế dạng bán nguyệt, đóng mở dễ dàng, hạn chế thất thoát nhiệt trong quá trình chế biến. Trên nắp vung được trang bị lỗ thoát hơi, tránh tình trạng đục nước và không bị chua khi để qua đêm.
Phía trong nồi nấu phở New Sun có tấm chắn đáy để bảo vệ thành nhiệt và giỏ đựng xương giữ lại các vụn xương không rơi xuống nước dùng. Van xả ngay bên dưới có thể lấy toàn bộ phần nước dùng còn lại ra ngoài tiện lợi hơn và vệ sinh nồi dễ dàng. Phần tiếp theo thì Hường sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nồi nấu phở điện liền nồi 80 lít của New Sun. Bước 1, kiểm tra van nồi đã được khóa chưa. Bước 2, mở nắp, đặt tấm chắn đáy. Bước 3, cho nước vào nồi nấu phở. Lưu ý nước luôn phải ngập thành nhiệt để đảm bảo thành nhiệt không bị cháy. Bước 4, bật công tắc thành nhiệt tăng tốc. Đồng thời vặn dơ le điều chỉnh ở mức nhiệt độ cao nhất. Sau một khoảng thời gian ngắn khi nước đã sôi, bạn có thể tắt thành nhiệt tăng tốc, điều chỉnh thành nhiệt số 2 ở nhiệt độ thấp hơn. Thành nhiệt này sẽ tự động ngừng ra nhiệt khi đạt tới nhiệt độ cài đặt và tự động bật trở lại khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức cho phép. Bước 6, sau khi nấu xong, vặn dơ le về không và xả nước, vệ sinh nồi. Vừa rồi thì chúng ta đã được theo dõi review chi tiết nồi nấu phở điện liền nồi 80 lít của New Sun. Và nếu như các bạn thấy yêu thích sản phẩm này rồi thì hãy đặt mua ngay với rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn tại điện máy New Sun. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 500.000 đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển 10 km tại các chi nhánh cửa hàng điện máy New Sun trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Vừa rồi thì chúng ta đã được theo dõi chi tiết review về nồi nấu phở điện liền nồi 80 lít của New Sun. Nếu như các bạn thấy yêu thích sản phẩm này rồi thì hãy để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới video này hoặc là liên hệ từ số máy hotline của điện máy New Sun 0777 555 155 hoặc 0788 555 155. Ngoài ra thì chúng ta có thể truy cập vào website dienmayneusun.com hoặc dienmaythucpham.com để tìm hiểu thêm về các sản phẩm khác. Cảm ơn mọi người rất nhiều và nhớ nhấn like, subscribe và nhấn chuông thông báo để là người đầu tiên được theo dõi những video mới nhất tại Điện máy New Sun. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.